Mấy nay mình không ngại gặp lại chồng đây coi. Chồng mà mấy nay mình gắn bó mình với kênh YouTube mình cũng gần là 2 năm rồi mọi người. Nói chung mình làm vì đam mê và muốn chia sẻ đây những chủ đề của suối rừng như một người xem nha. Mọi người nhớ một clip. Đó, đó qua xung quanh này, qua đây. Thanh niên rất là đẹp. Nó đi chứ mới hạt lớp 10 đó mọi người. Đó, đó cái bờ này.
được là coi như là mở cửa để đi tham quan cửa đã. Mấy anh em mình có đi tắm suối Thủy Tiên. À, hôm nay đi có mấy anh em nói chung là cũng là thành viên của Tây đi rất là vui. Mọi người nha. Mình đi cá nha. Cá lóc nướng này ngay tại suối luôn không? Bác tại suối luôn này, đúng rồi. Thực bác. Đây là cũng là suối này, xé tàu. Bác miếng đùi ngon 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 đây nha. Đó, chạm luôn đi. Ngon luôn đi. Tàu tiên trinh của mình, tiên nhỏ. À, con miếng luôn nè, nó cay. Rồi. Đi vô đi, ngồi chơi bên cưới muốn màu. Muốn nách. Đâu mới vô nè. Wow. Trời hợp cái này màu. Ai quá. Đây mình đưa bơi quá bự như nhóm này nè. Bỏ qua luôn. Bỏ qua luôn, bỏ qua luôn bên kia luôn mày. Đợi 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 em xíu, đợi em xíu. Bỏ qua luôn đi, qua luôn bên kia luôn đi. Không có sao đâu á. Qua luôn tao, vô vô sát trong này. Khu này lúc đầu mọi người nha, khu này 2 mét máy đó. Nè, không sao. Đi sát bờ á. Nguy hiểm á. Sát bờ đây thằng này. Tăng tăng tăng, sát bờ tăng. Trời, không. Không, đi đi, đi dọc với anh này. Ờ. Ai ơi. Chỗ khu này rất là sâu nha. Rồi. Chụp hình được anh gì? Được, được, được. Để ngồi đi, anh qua đây chụp hình cho hai đứa này. Mình. Ê, nhìn tặng cái này, sao quá. Anh cái này dùng. Ờ. Cái này mọi người đây. Ờ, tốt rồi, cái lên vô. À, cuộc sống đi đây hưởng thụ. Rồi chuẩn bị vô. Rồi tăng. Luôn đi bây giờ bạc mấy bờ này đi. Chào mọi người nghe. Đó, mọi người thấy cuộc sống sướng không? Đó. Ngửa mặt lên trời. Đây này. Mọi người thấy cảnh chưa? Đây. Đưa này. Đây. Yo 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 yo. U bùi, thơm. Quá to anh. Đó chùm luôn rồi. Trời ơi. Ừ, cái sông núi nè. Biển anh miếng xong đi. Cái ba lô gì á. Đây này, xuống không rồi. Quá trời cá luôn. Cán thử à. Dồn rụm luôn. Quá. Cái này chấm muối ngon lắm mọi người nha. Cái này thử nè. Dồn rụm. Còn rác bự bự không á. Ô, quá trời luôn. Ra gần suối có cái sông núi rồi.
Ồ. Đây mình trái chín nè. Đờn hết ra đây nè. Còn rất to không á. Ngay suối luôn. Về mà lát với muối ớt là hết khúc đó mọi người. Cá to là dầu á, cán thử mọi người xem nè. Ngon quá không? Ngon. Quá tuyệt vời. Cá to không à. Tung này về lát muối ớt là hết khúc đó mọi người. Dầu rụm. Làm ngang suối luôn. Sao mình bà đi ra. Wow, cái không là đá. À, đi dở ngoài tắm suối mà còn được đi hái măng rừng nữa. Đúng thiên nhiên luôn đây, đồ cực sạch luôn. À, mình sẽ đi leo đây. Đây luôn nè. Đây hết măng rồi. Đây em. Hết chai rồi. Nó ngó đây nó còn không? Cầm cầm đấy luôn anh. Đây này, đưa đây qua dòng người xem nè. Nghe đây. Đó. Đây măng rừng nha. Đây thọ. Cầm cái cây ra. Xô. Măng rừng như cây súng rồi. Cây này về làm món á. Kho thịt đó là kho thịt cũng măng già rồi. Rồi quay về rộng mình đó. Đua quá mà anh em lùm miếng tô chấu này. Chấu này chấu gì đây nè. Lòng gà với tôm á. Anh miếng em. Bạn quá. À, hôm nay đi rất là vui. Trời anh em lòm xí ở xuống tắm nữa rồi về. Xí ra, thôi, nước nước nước. Thôi, mình húp đi. Thôi. Đánh rồi đánh xấu lắm. Tự thôi. Vô đây. Được rồi. À. Nó chấu má đi. Vô, bi, đó. Đó, 2, 3, vô. Chào mọi người nè. Chào mọi người nè. 1, 2, 3 chào mọi người nè. Đây hôm nay là hôm nay mình đi phải không? Nói chung là ăn uống no say rồi phải không? Nói chung là đây tính tiền gộp với lại đồ ăn luôn khoảng tầm 1 triệu mấy hả? 1 triệu 7 triệu 6. Ồ, 1 triệu 3 triệu nữa tháo đạt 60. Ừ.
chung hôm nay đi là cũng có thêm khoảng là chục tay hút cơ á, mà nó toàn tấm tiền ở bên đó thì không có quay được rồi. Người mà muốn quay thì còn bay rồi mình thì đó tấm tiền rồi không quay, để mấy anh em chuyên ngủ nè, hút riêng qua rồi hút riêng qua. Ban quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân này. Đây có hai cái cầu, một cái đường cầu đi vô, cầu đi ra đó mọi người. Cầu đi vô hầm và đi ra hầm đó. Qua hết cái cào nó lên được cái suối đầm hùng á. Cái này là đúng quá rồi hả? Đó xin à. Cầu An á, cụ anh. Xoa cái thằng này. Ô, mình đi tới đây được rồi. Đây là giống như là đào mùa của chú Lương á. Cao quá mình đi xuống. Đi lặn xuống đó là hết rồi. Ở bên này chứ. Vô lại hầm nữa chứ.
đi bộ nó tỉnh liền này. Ui mà nửa mặt đi đâu vậy? Đi khám phá trải nghiệm cảnh suối và núi rừng thiên nhiên cũng rất là thú vị luôn ạ. Nói chung ở đây không khí rất trong lành và mát nữa. Mình đi cắm trại là đi xả stress cùng người thân rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ lên xe đi về lại mình qua cái cảnh đây. Khu này cũng rất là rộng mở mọi người. Đây cấu xanh rì nằm ngay dưới chân hầm Hải Vân luôn. Mình đã có quay phải con nhìn xem nữa.